Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn ba dòng xe, đó là Sonic, Raider và Saichi. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Luyến hỗ trợ giới thiệu, ông bà Luyến. Hai cả nhà ha, hôm nay tiếp tục review cho mọi người về giá xe mới nhất của dòng xe hai bên là bon, bao gồm là Sonic này, Saichi và Raider ha. Hiện tại thì đang hỗ trợ cho anh chị em là ngay một combo 5 triệu đồng, bao gồm là 2 triệu đồng xe lại và một combo còn tặng trị giá 3 triệu đồng. Khi cả nhà mua xe có đặc lịch liên hệ trước cho em Luyến có số hotline 0905299064 ha. Thì Sonic trước thì nay Luyến có lên cho cả nhà, đầu tiên là về em xe trắng đỏ ra xinh này. Rồi màu zin này, ha. Bạn nào mà thích màu zin thì đây. Hiện tại thì mức giá của trắng đỏ Racing thì sao ta? Em đang hỗ trợ cho anh chị em với mức giá là 47.900 nha. Mức giá này ưu đãi duy nhất, có liên hệ trước cho em Luyến ha. Trả trước 5 triệu là sở hữu xe rồi. Ok. Qua những bên này thì có màu sơn này, có màu xanh này, tím titan này, rồi tím iPhone 14 này, hoặc là xanh màu đỏ ha. Thì hiện tại cũng là cộng thêm bao nhiêu 2 triệu là có thể sở hữu với màu sơn này ha. Ok. Trả trước 5 triệu thôi. Rồi, phía bên này có Saichi này. Đây có Saichi màu đỏ candy này, màu đỏ candy này, màu hồng này, hoặc là màu xanh lục bảo này. Hiện tại thì mức giá của Saichi bao nhiêu ta? Hiện tại đang hỗ trợ cho cả nhà mức giá là chỉ có 45.900 nha. Có hỗ trợ là sơn đổi màu theo của khách hàng luôn. Ngoài ra thì có hỗ trợ là ship xe toàn quốc và cho khách hàng mua xe tiền mặt nữa nha. Đây có rất nhiều màu. Còn ví dụ Saichi Việt. Saichi Việt thì có mức giá cho mọi người là 45.900, còn Saichi nhập thì 47.900 nha. Yeah. Ok. Rồi, qua bên này thì có Raider này. Màu xanh ngọc bích này. Màu đỏ candy nè, cũng màu tím nè, hoặc là một số màu. Nói chung là có nhiều bạn hỏi là bên anh cứ có màu này màu kia không, thì các bạn cứ như lưu ý á, khi nào anh chị và bạn có nhu cầu mua, muốn sơn bất kỳ màu gì cứ nhắn tin qua Zalo cho em Luyến á, em Luyến hỗ trợ sơn đúng theo cái màu mình yêu cầu luôn, nên đừng có quan tâm là có hay không, mà các bạn hãy nghĩ là mình có mua hay không đó. Và hiện tại thì có hỗ trợ cho mọi người, ví dụ như là anh chị em không mua xe nhưng mà có người thân hoặc là bạn bè muốn mua xe thì có thể giới thiệu đến cửa hàng để Luyến gửi ngay từ 1 triệu đến 1 triệu rưỡi tiền hoa hồng cho anh chị em, cứ người giới thiệu nha. Và có giảm 2 triệu đồng cho người mua xe nữa, nên anh chị em mà thắc mắc cũng như là đang quan tâm về mẫu nào thì cứ alo qua Zalo để Luyến hỗ trợ tư vấn miễn phí này, tư vấn nhiệt tình, còn được hỗ trợ lên lịch để được giảm 2 triệu đồng xe lại nữa nha. Ok, thì đó là giá xe á. Cảm ơn chị bạn đã xem clip á. Xin chào và hẹn gặp lại.